Nhà bán lẻ Thế giới Di động đã giảm giá 50% cho tất cả các khách hàng đặt mua trước các mẫu điện thoại dòng U của HTC, bao gồm U Play, U Ultra và U Ultra Sapphire, trong đó bộ đôi flagship 2017 là U Ultra và Ultra Sapphire là sản phẩm gây sốt ngay lập tức khi mức giá ban đầu là từ 11 đến 12 triệu đồng, bất ngờ được hạ giá về mức 5,5 triệu đồng và 6 triệu đồng. Và chỉ trong vòng 1 giờ, 250 chiếc flagship này đã được bán hết. Đây là những máy tồn kho và vẫn là giảm máy chính hãng mới 100% được áp dụng bảo hành 12 tháng. Đối với Uplay, hiện tại mẫu máy này còn khoảng 2.700 máy, tính riêng trong sáng mùng 3 tháng 3 cũng đã bán hơn 50% số lượng máy. HTC đã HTC đã mất đến 2 năm để nghiên cứu và tạo ra thiết kế và chất liệu hoàn toàn mới cho dòng sản phẩm U.